giờ này rồi thì các anh chị có đói bụng không ạ? Quá đói cưng, quá đói. Mọi người muốn ăn cái gì? Chị thèm cái bún đậu mắm tôm. Nước xấu nữa nha em, bún nước xấu. Chị phở trộn. Em muốn đặt coi mấy món. Mấy món. Sẵn rồi mình đặt luôn cho các anh chị. Nước xấu cũng một nha. Lo 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 lo.